vị và các bạn, những khó khăn của tổ chức đoàn như việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, kinh phí hạn chế là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên Bình Dương luôn cố gắng để những khó khăn ấy không phải là rào cản mà trở thành thước đo, động lực để tuổi trẻ xã nhà càng thêm phấn đấu. Công tác giáo dục, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đồng hành với thanh niên, công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong năm 2019 đã từng bước đi vào chiều sâu, kịp thời giải quyết được những vấn đề cấp bách tại địa phương. Trong năm qua, đã tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng xã Bình Dương và tìm hiểu 50 năm di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 6 đội thi là các chi đoàn thuộc đoàn xã, đã mang đến hội thi những phần thi đặc sắc mang đậm dấu ấn về lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương Bình Dương anh hùng và những nội dung cơ bản trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về lịch sử của quê hương Bình Dương, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Ngày 28 tháng 5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã bầu 7 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024. Anh Nguyễn Thành Đạt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã khóa 6. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm của thanh niên Bình Dương xây dựng quê hương, thể hiện ý chí, nguyện vọng của thanh niên làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên trong thời gian đến. Cùng với đó, Ban chấp hành đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã nhà, trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, thân nhân anh hùng liệt sĩ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổ chức trao 3 máy lọc nước cho các hộ gia đình chính sách trị giá 15 triệu đồng. Năm 2019, tuổi trẻ xã nhà đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong năm qua, có 10 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 74 triệu đồng. Trong đó có 6 công trình thanh niên cấp xã trị giá 62 triệu đồng. Các hoạt động tình nguyện như thu gom rác thải đồng ruộng, dọn vệ sinh bãi biển, chiến dịch mùa hè xanh. Bên cạnh đó đã thực hiện nhiều phần việc như trồng cây xanh, chăm sóc khu di tích lịch sử, thắp sáng đường quê, trao học bổng thắp sáng ước mơ cho em, xuân nhân ái, vân vân. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, Ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức nhiều đợt tình nguyện với hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Với các hoạt động tiêu biểu như phối hợp với chi đoàn khối chính quyền huyện Thăng Bình tổ chức lắp đặt 3 máy lọc nước cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với chi đoàn y tế huyện đến tận nhà thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, đồng thời trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Cùng với đó phát động tổ chức ra quân 4 hoạt động đồng loạt ngày Chủ nhật xanh. Thanh niên xã nhà đã làm sạch hơn 2,5 km bãi biển, phát quang thu gom rác và làm sạch hàng trăm km đường liên thôn, liên xã, tổ chức dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và các khu di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tiễn bạn lên đường nhập ngũ năm 2019, gặp mặt động viên và tặng quà cho thanh niên trúng tuyển trị giá trên 10 triệu đồng. Tổ chức hoạt động Xuân Nhân Ái năm 2019 đã tặng quà Tết cho 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, dioxin trị giá 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, vào ngày 30 âm lịch đã gói và tặng 20 cặp bánh chưng và 10 suất quà trị giá hơn 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chấp hành đoàn xã còn tổ chức chương trình mùa hè xanh tại xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, ra quân tu sửa và bắt mới hệ thống thắp sáng đường quê gần 1 km, tổ chức tư vấn khám bệnh,
cấp phát thuốc cho các hộ gia đình chính sách, đã trao 20 suất quà trị giá 4 triệu đồng. Ban chấp hành đoàn xã cũng đã phối hợp với hội khuyến học xã tổ chức chương trình gặp mặt và trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, trao quà cho tân sinh viên trị giá 12 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa khác đã được trao tại chương trình. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, Ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện tại trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Hơn 800 chai nước, hơn 200 khăn lạnh và giữ xe miễn phí tại điểm thi đã góp phần đồng hành cùng các sĩ tử. Trong năm qua, từ nguồn hỗ trợ của Hội đồng hương trẻ Thăng Bình tại Hà Nội và huyện đoàn, Ban chấp hành đoàn xã đã trao phương tiện sinh kế là một con bò tổng trị giá gần 15 triệu đồng cho hộ nghèo có thanh niên là bà Hồ Thị Lào tại thôn Duy Hà, đồng thời hỗ trợ cho hộ anh Ngô Văn Bông số tiền 30 triệu đồng để xây nhà mới, ổn định chỗ ở. Đây là những hoạt động góp phần chung tay đồng hành với thanh niên trong công tác thoát nghèo, đồng thời thông qua kênh vốn vay do đoàn thanh niên quản lý của Ngân hàng Chính sách huyện đã tạo điều kiện cho nhiều thanh niên có điều kiện vay vốn vươn lên phát triển kinh tế. Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đoàn xã, hội đồng đội xã đã tổ chức nhiều phong trào khác nhau. Các hoạt động đội được duy trì và tổ chức tốt như đồng diễn ngày hội thiếu nhi khỏe, tiến bước lên đoàn, hội thi cán bộ chỉ huy đội giỏi, phụ trách sao tài năng, chúng em kể chuyện Bác Hồ, rung chuông vàng, hội trại, văn nghệ, triển khai kế hoạch nhỏ, đặt kế hoạch đề ra. Các hội thi được tổ chức thường xuyên qua các năm như thi tinh học trẻ, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đã thật sự tạo sân chơi lành mạnh cho các em. Chương trình rèn luyện đội viên được triển khai đến từng đội viên ở các liên đội, đảm bảo theo đúng các chuyên hiệu sửa đổi, ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên được tổ chức tại các liên đội. Trong năm qua, Ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức các hoạt động về tuyên truyền cho trẻ em trong công tác phòng chống xâm hại trẻ em, giới thiệu cách phòng chống xâm hại trẻ em, tổ chức buổi tập huấn về phòng chống tai nạn thương tích, giới thiệu cách thực hành sơ cấp cứu cho trẻ em, đồng thời tổ chức chương trình ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho các em học sinh tại trường tiểu học Lê Văn Tám. Ngoài ra, đoàn xã còn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2019. Tại đây, đã tổ chức cho các em học sinh đặt ra những câu hỏi với lãnh đạo địa phương để có hướng giải quyết những quyền lợi liên quan đến trẻ em trong thời gian đến. Trong năm, Hội đồng đội xã đã tổ chức hành trình báo công dân bác và tuyên dương đại biểu chống ngoan Bác Hồ năm học 2018-2019. Hành trình đã được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như viếng hương, tham quan nhà sàn Bác Hồ, bảo tàng quân khu 5, tổ chức chương trình báo công dân bác, tuyên dương 27 đại biểu chống ngoan Bác Hồ tiêu biểu nhất năm học 2018-2019, tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng chính trị của đoàn viên, Ban chấp hành đoàn xã đã đa dạng hóa việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường phát triển đoàn viên mới, tổ chức phân loại đoàn viên, bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên. Trong năm, đã mở được 2 lớp cảm tình đoàn cho thanh niên, đội viên ưu tú và kết nạp được đoàn viên 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được 12 đoàn viên mới. Cũng trong năm 2019, các cấp hội đã duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, tổ chức các chiến dịch tình nguyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền an toàn giao thông, thành lập các câu lạc bộ kỹ năng, duy trì tốt nhóm TCM. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã đã phối hợp tổ chức ngày hội tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, hành trình mùa hè xanh về với xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức. Bên cạnh đó là thường xuyên phối hợp với các đơn vị bạn, các nhóm thiện nguyện về tổ chức tình nguyện và phát quà tại địa phương trong các dịp hoạt động. Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng đảng luôn được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.
Trong năm 2019, các đơn vị đã giới thiệu hơn 9 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp và có 5 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của đảng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, trong năm 2019, thì ban chấp hành đoàn xã cùng với các cấp có 10 đoàn xã đã ra sức xung kích tình nguyện trên các lĩnh vực hoạt động của phong trào của thanh niên. Từ đó phát huy được vai trò của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã nhà thì trong năm qua thì đã được các cấp lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, cũng như có sự ghi nhận đối với công tác đoàn, đối với các đồng chí lãnh đạo xã cũng như huyện đoàn Thăng Bình. Trong năm 2019, ban chấp hành đoàn xã Bình Dương là đơn vị dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn huyện. Phát huy được những kết quả đạt được trong năm 2019, trong năm 2020 với chủ đề công tác năm là tuổi trẻ xã Bình Dương tự hào tiến bước như cả đảng, ban chấp hành đoàn xã Bình Dương cùng với các cấp có bộ đoàn sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đó là tổ chức tốt các hoạt động về xuân tình nguyện, xuân nhân ái năm 2020, tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức các hoạt động vào tháng thanh niên năm 2020 với chủ đề thanh niên tự hào tiến bước dưới cờ đảng, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ xã Bình Dương lần thứ 35, tiến tới đại hội đảng các cấp, hoạt động để cho các bạn học sinh sinh viên về tham gia hoạt động hè gắn với chương trình thanh niên tình nguyện hè. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động phụ trách đoàn thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh và các hoạt động của hội liên hiệp thanh niên xã nhà. Những thành quả đã đạt được trong năm 2019 là cơ sở vững chắc để chúng ta tự tin rằng tuổi trẻ Bình Dương luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn thử thách. Năm 2019 sắp đến, hứa hẹn một năm nhiều sáng tạo và tràn đầy khởi sắc của thanh niên xã nhà trong việc xây quê hương.